Vâng, xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Công Trường. Hôm nay là ngày 9 tháng 1, em sẽ lên cho các bác một like nồi 1 lít. Và kỳ này cũng cuối năm rồi, thì em đợt này em đã cố gắng chọn được những chiếc nồi có những mẫu mã đẹp là một. Và cái hai là xoong cũng như là giòn. Đó. Vâng, đây là cái công việc mà nó em dọn nồi ấy, thì nó hơi bị mất nhiều thời gian nên là cái like em lên nó hơi bị muộn một chút đó, mong các bác thông cảm nhé. Rồi, mã đầu tiên em lên cho các bác đó là một chiếc Panasonic Panavan dài, van dài phun sương của ống đây các bác. Những chiếc này thì đời của nó là 2016, thì nó có chế độ nấu cơm cháy, một chiếc nồi màu trắng mặt trên màu ghi, ngoại hình rất là đẹp. Nói chung hàng bãi về thì trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ có những cái vết, một vài vết xây xước rất là nhỏ, không đáng kể. Đó. Ok, bây giờ em sẽ cho các bác xem trong nồi xoong. Chiếc này thì là viền đã là viền inox nhé. Viền inox này, xoong này. Đó. Lòng xoong thì cũng rất là đẹp. Đó, các bác có thể nhìn rõ đấy ạ. Xoong ok. Các bác đang xem kênh. Mà các bác chốt mã nào thì hãy liên hệ em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344566794. Em ở Kim Thành, Hải Dương, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em để xem và cũng như là trải nghiệm các sản phẩm nhé. Đây, các bác nhìn bên trong này, còn rất là mới luôn. Son, son Pana, son rất là dày ạ. Vâng, Panasonic van dài, có chế độ lấu cháy, đã vào chế độ lấu rồi. Mã số 1 là mã đầu tiên. Một chiếc Panavan dài màu trắng này. Em bán giá 1,4 triệu nhé. Nồi hôm nay em lên tất cả là nồi 1 lít. Các bác hãy nhớ giúp em, nồi 1 lít hàng cao tần. Đó, nồi cao tần 1 lít hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100V. Các bác phải sử dụng qua bộ đổi nguồn nhé. Đổi nguồn từ 220V sang điện 100 hoặc 110V để sử dụng cho nồi. Nồi 1 lít này thì sẽ nấu cho gia đình khoảng từ tầm 3 đến 5 người ăn. Lấu tôi đang 1 cân gạo. Mã số 1 giá 1.400.000 đồng. Mã số 2. Mã số 2 đó cũng là một chiếc Panavan dài màu trắng. Chiếc này thì cũng cùng đời chị Tuyết, 2016, ngoại hình cũng đẹp. Bên trên mặt thì có một vài vết xước rất là nhỏ nhưng không bị cấn móp. Panavan dài phun sương của em nhé. Lòng xoong cũng rất là đẹp. Lòng xoong nói chung là chiếc nào cũng vậy, hầu như nó sẽ có ít nhiều một vài vết xước môi rất là nhỏ thôi. Đó, sẽ không có tình trạng bị bong tróc trông dính. Như các bác đã biết đó, trong cái kênh của em từ trước đến giờ em bán hầu như hàng là lòng xoong rất là ok. Nó cũng phải đạt từ tầm trên 95% rồi. Đó, giòn đẹp nhé. Chiếc này mã số 2 Panavan dài và chế độ nấu, chế độ nấu cơm cháy thì nó sẽ nằm dưới cùng trước khi gửi hàng. Các bác chốt hàng mà em gửi hàng cho các bác thì tất cả các nút chức năng đây thì em sẽ dán cho các bác nhé, em sẽ dán dịch ra tiếng Việt để cho các bác sử dụng. Và có lồi, tất cả lồi nó đều có một cái chế độ mặc định thì các bác chỉ cần bấm nấu là xong. Đó, hâm cơm sẽ có nút ghi chữ hâm cơm. Mã số 2 em bán giá 1,4 triệu. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Trước khi gửi hàng, các bác hãy cọc giúp em ít nhất là 100.000. Đó. Bác nào mua hàng của em rồi thì em có thể cân nhắc là em sẽ gửi hàng cho các bác. Và bác nào chưa mua hàng của em lần nào thì cọc cho em ít nhất 100.000. Sau đó em sẽ gửi hàng, các bác nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nốt. Còn nồi tất cả em sẽ test trước cho các bác nhé. Mã số 2, giá 1,4 triệu, Panavan dài màu trắng đời 2016. Tiếp tục em lên cho các bác đó là mã Tiger. Tiger có chế độ nấu cơm cháy, nồi cao tần, mã số 3. Chiếc này ngoại hình cũng đẹp các bạn, mặt trên vỏ bằng nhựa nên là các bác yên tâm, nó không sợ bị cấn móp méo gì cả. Xung quanh là vỏ có lõa bằng kim loại. Đặc biệt cái dòng của Tiger này thì lòng của nó khá là dày, khá là dày nên là nó cái việc nó nấu cơm cháy nên khá là ngoan. Đó. Nhìn chung lòng con này thì rất là đẹp nhé, lòng rất là đẹp.
Các bác sẽ thấy là cái điểm nồi bên giữa này nó chính là điểm tiếp xúc của cảm biến nhiệt. Okay. Các bác tháo vung thì tháo vệ sinh vung này, vung mặt trên vung gọi là vung nhôm xung quanh giòn này. Tất cả lồi em đã test rồi. Như em cũng đã chụp ảnh cái lượng hàng em về, nhưng mà cái lượng mà để mình vệ sinh được chọn nồi ra để mà để vệ sinh thì nó tốn khá nhiều thời gian. Ok. Chiếc này thì nó có nút cơm cháy thì nó nằm ngay đây nhé, nút cơm cháy nằm ngay đây. À đây, xin lỗi các bác, nút cơm cháy của chiếc này nó nằm ngay trong nút nấu. Ví dụ các bác chọn ở chế độ gạo trắng nha. Đó, bấm nút nấu này. Bấm thêm một lần nút nấu nữa là nó sẽ hiện chiếc cơm cháy trong đây. Mã số 3, lòng rất là đẹp, gioăng đẹp. Thì chiếc này em bán giá 1 triệu mốt nhé, 1 triệu mốt. Ở chiếc nồi khá là đẹp ạ. Rồi, thêm một mã Tiger nữa cho các bác lựa chọn. Mã số 4 ạ. Mã số 4, thì chiếc này thì mặt trên của nó là kim loại, trên mặt của nó thì cũng rất là ok. Không có một cái vết nào gọi là quá nghiêm trọng cả. Đó. Bạn nào cần xem kỹ mã nào thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Lòng con này thì không một vài vết xước, rất là nhỏ. Rất là nhỏ. Nếu như mà lồi bãi mà nó còn đạt được chất lượng như thế này thì nó phải trên 90% rồi. Em luôn cố gắng là chọn làm sao mà những chiếc lồi và đẹp nhất cho các bác Tết về các bác sử dụng nhé. Đấy, chiếc này thì giòn thì ok luôn. Các bác nhìn giòn bên trong này. Mới luôn, rất là mới. Đó, cũng vào chế độ nấu. Lồi Tiger thì không hiện ấy nhá. Không công nghiệm phun lấu ạ. Giữa các dòng lồi Tiger. Mã số 4 này bán giá 950.000. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Mã số 5 là một chiếc Panasonic Volt. Rồi, chiếc này em khách sách nên là khá là nặng. Đó, ngoại hình nó cũng rất đẹp. Tổng quan nó không có cấn móp méo, xước xát thì nghiêm trọng. Gioăng đẹp ạ. À, gioăng nồi còn rất là mới. Bên trong cũng là bọc inox. Dễ dàng cho việc bắt vệ sinh trong quá trình sử dụng. Gioăng nồi rất là dày. Rất là dày, lòng đẹp. Lòng này khá là ok các bạn, lòng rất là ok. Đó. Tất cả lồi trên video em sẽ đều ghim điện và vào chế độ nấu. Và lồi tất nhiên là tất cả các lồi trước khi lên live cho các bác đây thì em cũng đã đều test mọi chức năng ok. Chiếc này mã số 5 em sẽ bán cho các bác giá đó là 1.050.000. Ngoại hình đẹp, son đẹp. Dòng Panasonic thì nó lấu cơm rất là mềm. Vâng, tiếp tục lên cho bác đó một mã Panavac. Rồi chiếc này thì ngoại hình là long lanh luôn các bác. Đời 2016. Xoong mềm. Các bác nhìn kìa. Đấy, bên trong này nồi rất là mới. Chiếc này nòng đẹp nha. Chiếc này nòng đẹp rồi. Panavac xoong mạ vàng phủ gọi là phủ kim cương đấy, nhìn nó sẽ óng ánh. Vát kim cương phủ kim tuyến. Một đã vào chế độ nấu ạ. Nút nấu cơm của nó sẽ màu vàng. Đối với lồi hàng nồi nội địa Nhật này thì tất cả lồi nó đều có chế độ hẹn giờ, nên là trong quá trình sử dụng mình có thể hẹn giờ nấu rất là tiện.
Mã này là mã số 6 à? Mã số 6 bán giá 1 triệu nhé. 1 triệu một chiếc lồi. Rất là đẹp. Chiếc này thì rất là mới luôn đấy. Mã số 7. Mã số 7 em lấy cho bác đó là một chiếc Mitsubishi. Chiếc này thì là cao tần áp suất. Áp suất bi đấy. Và do con này thì đặc biệt là rất là mới, rất là đẹp. Đây qua nhìn bên trong này. Bên trong rất là sạch sẽ, dường như là bên Nhật người ta rất là ít lấu các bạn. Son có dập số này, cũng như là một dãy số và cũng như chữ bên trong. Đó, lòng thì có một vài vết xước nhỏ thôi. Mitsu. Đó, đã vào chế độ lấu ạ. Mitsu cao tần áp suất. Em đã test này nhé, không xì hơi. Mã số 7 em bán cho bác giá 950.000, cao tần áp suất, lồi 1 lít, một chiếc lồi rất là lạnh. Mã số 8. Mã số 8 là một chiếc Panasonic với kiểu dáng đời cao. Chắc chắn rằng chiếc này là nó sản xuất 2017 rồi. Đó. Ngoại hình đẹp nha, mặt trên khá là mướt, gioăng mới ạ. Đây con nhìn gioăng và kể cả bên trong vậy. Các bác đang xem kênh hãy cho một like, một chia sẻ, và bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để nhận video mới nhất của em nhé. Khi các bác đăng ký kênh thì em lên một video nó sẽ có thông báo về điện thoại các bác để các bác có thể xem được. Trước này thì lòng rất là ok nhé, toàn là lòng đẹp đấy ạ. Cuối năm rồi thì em luôn cố gắng làm sao chọn cho các bác mẫu lồi với tiêu chí là ngoại hình đẹp, lòng xoang và gioăng đẹp. Đấy, khi các bác vào vệ sinh cái lắp hơi xong các bác phải đóng cho nó chặt nhé, chặt xuống nó sẽ không báo 15. Đó, đã vào chế độ lấu ạ. Và mềm nu bên này nhé. Và sau đó là phần hẹn giờ đây nữa. Chỉnh giờ. Và số 8 ạ. Và số 8 em bán cho bác giá đó là 1.100.000 đồng nhé. Nồi đời cao này. Đó, kiểu dáng đẹp. Màu sắc xung quanh của nó là màu trắng. Trên là màu màu ghi. Đó, màu ghi bạc, màu bạc chọn là màu bạc luôn ạ. Rất là đẹp. Thì chiếc này mã số 6 em bán giá 1.1 triệu nhé. À, mã số 8 xin lỗi các bác, nhìn như số 6. Mã số 8 ạ. Tiếp tục đây cho các bác mã số 9 ạ. Đợt này lồi về khá là nhiều, em sẽ cố gắng like một cách nhanh nhất. Các bác nào mà chưa xem, chưa hiểu được chưa xem kỹ được mã nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua Zalo nhé. Các bác hãy kết bạn Zalo nhé. Còn đâu các bác bình luận trên YouTube thì có khả năng là em sẽ không kiểm soát được hết tin nhắn ạ. Các bác có thể là gọi trực tiếp cho em hoặc là gọi qua Zalo. Ok, mã số 9 đó là một chiếc Egypt. Cái dòng Egypt này thì xoang rất là dày, cực kỳ là dày, lỗ cơm không hề tệ, xoang dày là cơm ngon này, xoang rất là dày, dày ngang với xoang sang luôn đấy, lòng của nó thì long lanh luôn, đó, long lanh, đó, bên ngoài vậy nó cũng dòng gân nhé, cạnh này dòng gân, trước siêu đẹp, đặc biệt cái dòng Egypt này là gioăng, ui giời, nó rất là mới, gioăng rất là mới. Cả cả bên trong vậy các bác nhìn, sờ rất là mềm. Và nó cái là lòng của nó dày lắm ạ. Trước này thì sản xuất cũng 2017 đấy. Men luôn. Cái này
hiện tại bây giờ nó đang bị đứt gặm cái dây ở ngay cổ rác này, em sẽ thay cho bác sau. Rồi lúc nãy là lúc đầu là em test là vẫn ok đấy. Thì chiếc này mã số 9 em sẽ bán với giá 1.2 triệu nhá, và sẽ thay dây cho các bác khi các bác nào mà quan tâm chốt mã này. Mã số 10 em đây cho các bác đó là một chiếc Yoshi. Chiếc này là cao tần nhá, hàng cao tần Yoshi. Mã số 10 này. Đó, ngoại hình cũng đẹp ạ. Đó, đang vào chế độ lỗ ạ. Yoshi, do ăn đẹp ạ. Lòng ok, lòng thì nói chung là dòng Yoshi này. Thì trong quá trình sử dụng là ít nhiều nó có một vài vết xước của muôi thôi. Chiếc này thì 2016. Mã số 10. Em bán cho các bác đó là giá 1 triệu. 1 triệu nhá. 2016, lòng thì nói chung nó một vài cái sức nhỏ thôi. Vâng, chiếc này cũng là Yoshi ạ, mã số 11. Mã số 11. Chiếc này thì ngoại hình cũng đẹp đó các bạn. Không có móp méo gì ạ. Đây là phần lắp hơi. Các bác có thể là xoáy ra cái là các bác có thể vệ sinh ra bên trong. Ok. Gioăng cũng khá là đẹp các bác nhé. Đó, giòn còn rất là mới. Giòn rất là mới. Vâng, chiếc này thì nói chung là làm cũng ok. Đó, cũng chỉ một vài vết xước. Xước ít thôi ạ. Nó không có xước nhiều đâu. Chiếc này cũng 2016, em cũng bán giá cho các bác đó là giá 1 triệu nhé. Đời 2016, đời này khá nhiều đời cao. Mã số 11. Mã số 12. Vâng, em lên liền lúc 3 mã, bác nào chốt mã nào cũng được. 3 mã Yoshi cao tầng. Cái này thì 2015, trên nhau 15 thôi. Lòng thì ok. Đó, chiếc này thì lòng không sức nhiều đâu. Những cái vết xước mà em nói thì nó là những vết xước dạng vết xước ở muôi, không phải là vết xước cảnh trung dính. Rồi, ok. Mã số 12 em cũng bán giá 1 triệu. Đồng giá cho bác chọn nó dễ. Mã số 13. 13 là một chiếc Panasonic vuông. Chiếc này xung quanh của nó là màu cà phê nhé. Màu cà phê. Mặt trên này cỏ nó, mặt trên này cỏ nó là dạng kiểu màu hơi đá màu đồng đó. Viền inox nhé, viền nó inox đó. Lòng son cũng đẹp, lòng son cỏ nó thì nó có một vết xước rất là nhẹ đó, một vết xước rất là nhẹ đó. Son dày gọi là vát kim cương mạ vàng. Giòn mềm ok.
dòng Panda vuông này thì được cái là cái kiểu dáng thiết kế của nó thì nó rất là trông rất là nhỏ gọn đó, nhưng dung tích 1 lít, nhưng mà thiết kế một cái lồi trông rất là nhỏ gọn và rất là đẹp. Rồi mã số 13 này em bán giá 1.050.000 nhá, đã vào chế độ nấu. Khi hâm cơm thì nó sẽ lên cái đèn hâm cơm đây, các bác bấm đó thì nó sẽ lên đèn hâm cơm đây, hâm thời gian bao nhiêu lâu thì nó sẽ hiện theo tiếng nhé, hiện theo tiếng, các bác hâm 1 tiếng theo sẽ hiện số 1 đấy. Mã số 13 này, chiếc Panda vuông giá 1.050.000. Vâng, chiếc này cũng là Panda vuông, mã số 14. Chiếc này về tổng quan ngoại hình của nó thì nhìn rất là đẹp. So con này thì nó sẽ đẹp hơn, so đẹp hơn nhé, so đẹp hơn mã số 13, nó đẹp hơn chút, cũng viền inox ạ. Về màu sắc thì nó cũng tương đồng như nhau thôi, do đẹp. Đã vào chế độ nấu, mặt trên cũng rất là đẹp các bạn nhé. Chiếc này thì chênh với chiếc kia là 150.000. Về lòng xoong tổng quan của nó cũng đẹp hơn một chút các bạn, thì chiếc này em bán giá 1.200.000 nhé. Tiếp tục áp lên cho các bác, đó là mã cao tần áp suất Joji Yoshi. Đây, tổng quan thì chiếc này mặt trên không cấn bóp méo ạ, xung quanh cũng vậy, một chiếc lồi rất là lạ. Cao tần áp suất bi này, chiếc này thì nói chung là một cái viền rất mỏng bên trong này, nó đã bị đổi màu một chút, hơi ố vàng là do người ta nấu nhiều quả ớt. Còn nó mà sờ cảm nhận của em thì do còn rất là mềm, bên trong vậy, bên trong thì dường như là do còn xanh nhé, do rất là xanh. Con này thì nằm đẹp ạ, nằm đẹp nhá, chiếc này nằm đẹp. Ok, mã số 15 ạ, mã 15, một chiếc Joji Yoshi cao tần áp suất. Chiếc này em sẽ bán giá 1.300.000. Mã số 15 giá 1.300.000, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển nó dao động từ 47 đến 53.000. Tùy theo cái trọng lượng của lồi. Được. Tiếp tục là một chiếc Joji Yoshi cao tần. Chiếc này mã số 16 ạ. Chiếc này do cũng đẹp nhé, còn do rất đẹp. Đây son này con, về lòng son, lòng thì đẹp nhưng mà cái viền bên trên này, cái viền mép ngoài này thôi, đấy, nó có một vài vết xước bên cạnh rìa này, những vết xước siêu nhỏ. Nói chung là mỗi một chiếc lồi mà khi mà cái tiêu chuẩn em đưa ra mà nó ok được thì khẳng định các bác là nó sẽ đẹp, đến tay các bác là nó sẽ rất là đẹp, tại vì cái tiêu chuẩn chọn lồi của em nó khá là cao đó. Trước này thì trên cái viền so nó xước một chút thì sẽ bớt so các bác, so với chiếc kia là 50.000 là 950 nhé, 950. Còn đâu về ngoại hình của nó thì ok luôn các bạn, nó không có gì để chê đâu. Mã số 16 ạ, 950.000, chứ nó khá là rẻ. Quy mơ, bác nào thích màu đỏ thì các bác hãy chốt cho em chiếc Panda van dài này. Panda van dài này, chiếc này là đời 2017,
2017 thì chắc chắn rằng nó sẽ có lấu cơm cháy, và mặt trên là của nó là màu màu mặn nhé, dạng màu 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 mặn đó. Còn xung quanh của nó màu đen nhé, màu đen nên là việc trông nó rất là sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là cái viền của nó là viền inox, viền nó được bọc inox đảm bảo cho cái việc là các bác vệ sinh rất dễ dàng. Lòng xo này thì rất là đẹp, lòng thì rất là đẹp các bạn, lòng dày, lòng rất là dày. Đó. Giòn ok, giòn rất là mới. Đó, đó là chế độ lấu ạ. Chế độ lấu cơm cháy thì nó sẽ nằm ở chữ đầu tiên, chế độ đầu tiên của hàng thứ hai. Mã số 17 nhá. Mã số 17 em bán giá 1.400.000 đồng. Mã số 18. Chiếc này là một chiếc Panasonic vuông. Chiếc này là thuộc phân khúc dòng đời cao. Ở bên này nó có cái móc mui này. Và chiếc này là trên đây là giả kính. Đó, nhựa giả kính. Dạng vân đá. Đó, vân đá. Nếu các bác nhìn kỹ các bác sẽ quan sát là thấy là vân đá xung quanh này. Và vỏ xung quanh bằng nhựa rất là đẹp. Rồi, chiếc này là đời 2015. Viền inox. Đó. Nằm xoang ngoài đáy xoang ngoài rất ok. Nó chỉ có một vài vết xước nhẹ thôi trong quá trình sử dụng. Nồi này nồi hàng đã qua sử dụng rồi các bác. Đó, khi để người ta sử dụng nó sẽ dày này và nó sẽ có một vài vết xước rất là nhỏ. Lòng thì đẹp nhá, lòng thì đẹp nhưng trên viền này nó có một cái vết xước không. Đó, không ảnh hưởng gì, cơm các bác đỗ không đến đấy đâu ạ. Chứa ở bên dưới này thôi. Đây các bác có thể nhìn kỹ ạ. Doan đẹp nha các bạn nha, doan đẹp ạ. Đây, nhìn nó dễ, nắp nó dễ hơn. Đã vào chế độ lấu, ở Zapala thì nó sẽ hiện phút lấu 56 phút. Tất cả các tính năng em đã test ok rồi. Chiếc này mã số 18 bán giá 1.300.000 nhé. Vâng, mã số 19. Chiếc này thì màu rất là đẹp. Màu này thì nó là dạng là màu cà phê đậm. Màu cà phê đậm nhé. Màu cà phê đậm và mặt trên của nó cũng là mặt vân cazo, mặt vân cazo. Dòng này thì nó cũng thuộc dòng phân khúc đời cao, thì của nó là hai bên này là hai hàng phím, mỗi bên là ba phím. Chiếc này ngoại hình rất là đẹp các bạn, màu này rất là đẹp. Em phải nói là cái dòng Panasonic là thiết kế màu sắc cũng như là kiểu dáng rất là đẹp. Con này thì lòng ok. Như bên ngoài này của nó bị chè một chút, nhưng mà đặc biệt cái lòng này của nó rất là dày. Trong lòng xoang thì dường như là không có hiện tượng bong tróc nhé, nhưng mà bên ngoài là nó có bị chảy. Đó, viền inox này. Đó, em sẽ xem nó là đời bao nhiêu. Ở chiếc này đời 2019. Đấy, 2019 nhé. Đó là chế độ lấu. Miền lưu tất cả các phím hoạt động ok. Cái này em bán giá 1.200.000 nhé. Một cà phê đậm. Một chiếc này thì nói chung về ngoại hình tổng quan của nó rất là đẹp.
Asus 19. Mã số 20. Mã số 20 thì chiếc này nó là một chiếc Panavac 20. Thì xung quanh của nó là vỏ bằng nhựa nhé, vỏ bằng nhựa. Đó. Nên là cái việc mà bị cấn móp méo thì nó xong không bao giờ có. Đó, đặc biệt là đối với vỏ này thì rất là đẹp. Đây, các bác tháo hùng ra vào đây, vào giòn bên trong, giòn mới, giòn rất là mới. Đây là bên ngoài, đó, bên ngoài đẹp, nằm cũng đẹp. Tao vào chế độ lấu ạ. Bên này là hẹn giờ sáng hoặc là đây là hẹn giờ lấu, hẹn sáng hoặc là hẹn giờ chiều. Chiếc này mã số 20 em bán giá 1.150.000 nhé. Một cái màu rất là đẹp. Vâng. Tiếp tục mã số 21. 21 đó là một chiếc Panasonic cao tần 2IH. Chiếc này cũng viền inox. Viền inox. Đó. Lòng bên trong cũng một vài vết xước nho nhỏ không đáng kể các bạn. Dường như là nó vết xước này nó gọi là không đáng kể. Đó. Bên ngoài đây. Do đẹp ạ. Cái dòng Pala này thì so nó khá là dày và cao tần 2H, tức là hai giai đoạn nấu, nấu cơm rất là ngon ạ. Con này thì em sẽ tay soi nhá. Đặc biệt bọn này thì nó phân biệt theo soi vàng, soi trắng. Ok, đúng soi. Thì chiếc này mã số 21 em bán giá 1.100.000 nhé. Cho bác xem lại cái song vàng em mới lấy này, lòng đẹp nha, lòng song rất là đẹp luôn. Đó. Song trắng này sẽ cho vào cũng dòng Pala, nhưng Pala sẽ là Pala van dài, dòng la, dòng la thì sẽ là chuẩn hơn, la Pala van dài. Ok, chiếc Panasonic này cao tần 2IH mã số 21 này em sẽ bán cho bác giá đó là 1.100.000 nhé, 1.100.000. Vâng, đây em có cho bác đó là một con Toshiba, đó, Toshiba cao tần, Toshiba cao tần. Chiếc này thì thiết kế khá là đẹp, viền inox này, son của Toshiba này, đó, lòng đẹp các bác nhá, lòng đẹp này. Đã vào chế độ lấu ạ. Men lu. Men lu ở bên dưới này, nó sẽ chạy từ trên xuống dưới. Đó, rất là nhiều các chế độ lấu. Bác nào chốt mã này thì lúc đó em sẽ dán từng chữ dịch ở đây cho các bác sử dụng nhé. Mã số 22 này em sẽ bán cho bác đó là giá 1.450.000 nha. Chiếc này thì ngoại hình rất là đẹp, dường như là nó không có cấn xước gì ạ. Cái đặc biệt là chiếc này rất là đẹp, đẹp không ạ? Ngoài xung quanh là trên cái phía gần ngay góc màn hình này một chút này, nó chỉ có một vết xước rất là nhỏ không đáng kể. Rồi, ok, mã số 22 này em bán giá 1.450.000 nha. Đây còn một chiếc Yoshi cao tần áp suất ạ. Chiếc này ngoại hình đẹp, mặt trên đẹp. Doang rất là mới.
cả dọc áp suất này em đã test rồi nhá, em đã test nước sôi rồi, đảm bảo không gì. Lòng đẹp ạ, chiếc này là lòng đẹp. Mã số 23. Mã số 23. Em bán giá 1 triệu 3 nhé, 1 triệu 3. Mã số 24. 24 đó là một chiếc Panasonic Vuông. Ở ngoại hình xung quanh màu đen và nó có một cái điểm nhấn là đó là một cái viền đó, màu bạc và bên trong lên màu đen cũng có vân caro đó. Chiếc này son rất là đẹp đây, các bạn nhìn son nhìn rất là mới, lòng cũng vậy, lòng đẹp và giòn, giòn rất là mới. Chiếc này về kiểu dáng màu sắc thiết kế rất là đẹp nhé, lòng son gioăng đẹp này. Chiếc này mã số 24 em bán giá 1 triệu 250 nghìn. Mã số 25. 25 là một chiếc Hitachi. 25. Mã số 25 một chiếc Hitachi màu đỏ. Bên cạnh nó còn một cái móc cài muôi này đó, ngoại hình đẹp, chiếc này ngoại hình không cấn móc méo, mặt trên rất là đẹp các bạn, Hitachi cao tầng áp suất, đây áp suất bi đây, gioăng rất là mới, các bạn có thể nhìn đây. Dòng Hitachi này rất nhiều chiếc phun đấu ạ, và nó có hình phun đấu nhé. Nó có một cái chế độ gọi là chế độ Eco, Eco tiết kiệm điện. Thì các bác hãy nấu ở những chế độ nấu thường thôi, gạo trắng nấu thường. Và em nói luôn là cái dòng cao tần áp suất thì nó chỉ phục vụ cho việc nấu cơm thôi, chứ còn việc mà các bác linh xương hay linh những gì đó khác thì nó sẽ không phù hợp một chút nào cả. Rồi ok. Mã số 25 là mã số cuối cùng của video ngày hôm nay, em bán giá 1 triệu 500 nghìn đồng nhé. Bác nào chốt mã nào thì hãy liên hệ em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành Hải Dương, các bác hãy qua trực tiếp cửa hàng bên em nếu gần khu vực Kim Thành Hải Dương, thì như vậy qua trực tiếp cửa hàng bên em có thể lựa chọn một cách là kỹ lưỡng, cũng như là xem trực tiếp thì nó dễ hơn nhé. Vâng, trong video ngày hôm nay thì em lên cho các bác đó là 25 mã lồi có cao tần và tất cả là cao tần và cao tần có áp suất đó. Bác nào chốt mã nào thì hãy liên hệ ngay giúp em nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn tất cả các bác ạ.